Giới chức an ninh Thái Lan từ ngày 10 tháng 3 đã chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp làn sóng người Thái sinh sống ở Myanmar và người Myanmar kéo qua biên giới phía Thái Lan nếu tình hình ở Myanmar xấu đi. Trưởng quận Phop Pra thuộc tỉnh Thak, Thái Lan cho biết trong quá khứ từng có vài ngàn người Myanmar vượt biên giới vào Thái Lan để mưu cầu hòa bình. Giới chức quân sự Thái cũng đã thanh sát khu vực biên giới ở tỉnh Ratchaburi trong lúc các giới chức hữu trách chuẩn bị hai trung tâm tạm trú để giải quyết làn sóng từ Myanmar tràn vào Thái. Ở quận Mesot thuộc tỉnh Thak, nhà chức trách đã chuẩn bị chốt kiểm soát y tế và một sân bóng dự phòng. Thái Lan cho biết sẽ tập trung tiến hành các tiêu chuẩn rà soát sức khỏe nghiêm ngặt về COVID nếu có người tị nạn tràn qua, trong khi tiếp tục đánh giá tình hình ở Myanmar, theo truyền thông nhà nước.